Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mấy anh em mình làm sương sương lai gai, lâu có vợ chồng Cường lên chơi bạn ơi. Cường mới đem con vịt xiêm lên nè. À. Đây Mr. Đen đầu bếp ngàn sao của mình đó. Mướn từ sao Hỏa xuống á, hành tinh mới. Cái đầu làm chưa? Đây là vịt xiêm. Rồi. Không lấy nữa, lấy luôn, lấy hào bằng. Ủa vịt xiêm này có đẻ lứa nào chưa Cường? Vịt này vịt tơ mà. À, còn tơ. Mấy lứa. Cái đó lột không được không đẹp. Đã quên gấp quá không đạp rồi. Không lấy sao nãy giờ không lấy cán dao đập 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 đập. Vậy. Cụ đang cho cá ăn. Ở dưới hai chồng nuôi vịt xiêm nhiều không? Mấy chục con. Ồ. Đang đẻ chứ đang có bạn nở rồi. À. Con đừng có chạy con. Có chừng té con. Hai chồng thường xuất hiện trong clip mình nói hai chồng ở Bình Dương á. Về văn lưới cũng được năm mấy rồi. Lúc trước thì văn lưới ở đây, thì sau này nghỉ đi làm rồi xong rồi sau này thời gian mới về. Bé ngày nào cột dây trong giò nè, ba mẹ đi cuốn lưới nè, cột trong miêu trong cái muôi á. Cưng không? Cỡ gì bất cỡ. Uống sữa vậy đó mà cũng nhách cũng nhơ mà. Mấy chơi mua mít mít tờ đen. Ê cắt cho chưa, cắt cho luôn đi, cắt cho luôn đi rồi mình thả vô dịch về quay mắc cỡ, còn người ta không quay chạy lại nhảy nhảy. Con vô à, con chừng té chỗ này mấy cái ấy không nguy hiểm á, trơn á, con vô đi. Hai đầu bếp có hai phụ bếp luôn. Hai đầu bếp trắng rồi, hai phụ bếp con heo hầu. Không mà nói gì nói với Mr. Đen này, bằng gà mà dịch nhanh lắm. Nhanh như chó táp mà lẹ như đường chớp vậy. Nhanh như chó táp lẹ như đường chớp. Thế bữa đó bằng con gà tốc độ xuống đạn đó ha. Trong vòng 10 phút là xong. Cái này nó thiệt bạn, chứ không phải mình nói chơi đâu. Lông lá làm sao chứ chắc cú là mau đó. Ờ à, chắc cú là mau đó, còn lông lá không biết sao rồi. Lông bổ lông. Tại vì đường quá đang bằng mấy cái mềm dịch rồi nè. Đây mằng cá, mằng gà, mằng vịt nữa tiện ghê bộ. Dột xuống dèo rồi cá nó ăn luôn, mấy cá lăn. Kéo má ơi. Ở cái dao rút tiêu rồi. Đó. Ra thịt coi. Cá gì đâu, dột thuốc ăn xuống không thấy ăn chân đây cả. Nó làm động quá ăn dữ ăn. Cái dèo này là củ cá sủ nuôi cá dầu đếm. Mấy cái ruột vịt á, dục cho đó là bảo đảm bạn luôn á. Chứ sáng là không cộng miếng gì vậy, nó ăn dữ lắm. Vậy cái đường hồng nó lú đầu cái gì? Bự không? Ủa cái thằng kiệm nó vô đây quá trời kìa. Con nào thấy bành bành luôn vậy? Đây là mấy cái dèo ếch của củ cá sủ nè, nuôi chủ yếu ăn, nuôi 2.000 con còn lại nhiêu đó chịu đời nổi không? Nó chết quá trời chết. Bự rồi nè. Chơi đồng nam nuôi ếch bự bự luôn à, nó mau lớn ghê. Đây cũng có sủ nuôi gì đâu, ếch cái chút ép nhảy quá trời. Ở con đó siêu to kìa, nó bự rồi đó, nó ăn được rồi đó. Cũng không tuyên bố rồi mà nuôi ếch thì người ta nuôi người ta bán, rồi ổng nuôi là ăn. Tại vì nuôi 2.000 con tính sơ sơ ở đây chắc còn khoảng 500 con cái gì vậy con đó mà nó chết cũng nhiều nè, nó nằm quay teo cũng mấy con kìa. Bữa nay mưa quá trời mưa luôn. Tôi mua từ hồi sáng tới chiều luôn, mới ngớt hồi nãy. Ghê hồn mưa chứ. Mở mà đây mưa thì thôi giông gió chịu không nổi luôn. Bạn thấy đâu biết ngàn sao thấy bồng ghê hồn không? 21 luôn nè. Cái
tô chị Nương đang cầm là tiết canh vịt đó. Vịt xiêm làm tiết canh là đúng bài luôn đó. Cái này bầm làm tiết canh thì Mr. Đen thấy bầm bầm ra nghi lắm à. Chà, cái dao bén dữ ha. Làm cho đại cái cường ăn nè. Quá trời cái xương rồi. Rồi phim hình thì đã không? Nít giờ mở điện thoại rồi thôi ngồi coi miết nè. Thì kêu lớn mà không có điện thoại nghe nó la cầu. La mà cá chạy chân. Nè cá chạy hết rồi. Nay gì đâu hai vòng kéo hai tao lướt không có con cá hết luôn chặt. Không có con luôn. Cái cá không có luôn nữa. Mình còn đỡ còn cái sủ dâm này. Còn đỡ. Đừng con cái sủ dâm cũng đỡ. Bể đầu luôn không có clip đăng luôn. Bè không thấy dữ mà sợ sao gì không? Quá dữ quá dữ. Bầm hơi ghê không? Cỡ đầu bếp lên quốc tế cỡ khách sạn 6 sao 7 sao gì đó. Nhà hàng 7 sao 6 sao thì cỡ như gặp Mr. Đen rồi chịu thua thôi. Ở dưới sông này thì nói chung là muốn đi qua lại là đi bằng ghe xuồng không à. Hôm bữa mình đặt dính gắn hổ nhỏ bạn mấy anh em mình đặt thăm đó là dưới bè ở dưới nhà của Cường nè, sát nhà luôn á, thì chăn kế chuồng gà của mấy đại ca nè. Vịt này nấu cháo đậu xanh, còn mấy cái tiết canh vịt nữa. Thôi thôi, làm anh em làm xương xương thôi. Xin lỗi chị không nổi. Trời ơi. Uống sữa có mẹ bóp giò, mắt thì coi hoạt hình. Đánh tiết canh đông hay gì đây? Không nói đánh tiết canh mà cho nó đông vậy luôn á. Mà tiết canh này hình như em nhớ là người ta phải để cái gì nó mới đông lại mà ta. Mình đánh không gì nó đông anh đông lại không? Để chốt canh biết gì. Pha nước vô. Pha nước vào không? Chứ không hồi là hồi không đông là đuối đuối à. Gắn máu đèn để vô. Nghe cụ nói ớn lạnh không? Bởi vì đen bây giờ đang lo rồi đó. Là tiết canh mà không đông là hồi cắt máu để vô đó. Vậy là để vô cháo cỡ nào cỡ nó cũng phải đông rồi không? Giờ mấy cái dầu đếm lộ lên ăn rồi nè. Ồ. Nãy nhét chưa chịu lên, giờ nãy lên. Ồ, nó ăn kìa quá trời. Nuôi cá năm nay nói chung ai cũng than hết bạn ơi, không có lời. Cầm dần quỳ vốn là lá mừng lắm rồi đó. Chung ai cũng lỗ hết trơn. Do cái vụ dịch bệnh này giá cá nó rẻ quá. Hụt ăn thấy mê không? Rồi sao mấy Mr. Đen? Cái gì cái lúc tỏi lúc không đen? Tao biết ngàn sao? Đó đó. Đây là đang cái nồi cháo nè. Sâu ụt ụt. Cháo gì vậy? Cháo vịt chứ không? Nãy giờ cũ hỏi cái gì nghe sao muốn nghe ngã ngửa vậy luôn. Cái gì với đậu xanh rồi. Cái này là Mr. Đen đang phi nó chuẩn bị để vô tiết canh ha. Cái này phải để muối đường bột ngọt gì chứ. Được. Không để cho hơi chắc ba giỡn rồi. Đúng rồi, đúng rồi, có muối đường bột ngọt. Mà tao gọt mày á. Mày không để gì luôn à.
Muối đừng một ngọt chứ tiêu vô. Đúng ra nó cũng phải phi tỏi vô. Mày phải ăn học thôi. Phải học. Tại tao làm nó ý của mày. Rồi cái sạn chuyện đi. Đó. Chân bà mà đá vô cái tô cái canh đó là xong luôn đó. Ê ông dời qua cái thau đi, tôi vô tôi cho cái nồi cháo rồi. Rồi ra liền. Lương bột ngọt. Trời ơi, có cái muỗng mà không chịu bút, ngoại cô dâu. Trời đâu biết cái dữ mà bà, đâu cần quay ước lượng đâu, cái chơi vô nắp là quất rồi đó. Không mà ăn những ngày vẫn ngon như thường. Cái biết trong lỏng luôn mà. Không có ông có cá không có. Ủa cái giá mình. Giữa khuya mà trời lạnh cái này mà thêm cái nồi cháo nóng hổi gì nữa thôi. Đúng bài luôn bạn ơi. Muối cho mẹ con. Muối muối đồ ngọt là bạn thôi. Bạn coi nấu ăn thì chỉ có đầu bếp ngàn sao với mấy anh em mình nấu ăn kiểu này thôi. Ước lượng là toàn là chơi nắp không à. Các bạn cho em nhức đầu luôn. Nhạc bự quá không thấy. Nhìn đã không? Trời ơi. Không? Gì đầu bếp. Tôi thấy mọi người đi nhậu rồi chứ. Vô đây thôi, cỡ như mình ninh lăng ninh lại có ngủ nè. Chịu nổi. Bột chắc nổi kia làm gì đó. Làm chứ, cháu bên này không có trời. Bên này bà lo bên này cháu đi. Chị đời nổi cũng có đủ nè. Chị dễ đâu biết ngày sau hoài. Không, nó có cường phong màng phụ mà. Cũng đâu đến nổi lông còn nhiều không. Nghe biết ta đen nói chuyện ớn lạnh không? Vì xìm lông dữ lắm đó đại ca. Nãy mới tiêu vô đó không qua. Nó thấy gõ gàng nãy thằng đen bỏ tiêu vô. Tỏi hồi khuyết ở thôn nó có thòng tôm sẵn rồi đó, kẹp vô quất luôn đúng bài luôn đó. Cái đó làm luôn chơi luôn nó sợ vậy. Thích canh vịt mà để mít vô luôn hả? À? Chơi không đụng hàng luôn đó. Giờ không có đồ mộng mà lấy mít chế đồ mộng. Quà nồi cháo. Quá hấp dẫn bạn ơi. Quá trời con vịt luôn. Nó khô khét luôn hả? Khét luôn hả? Ờ vậy mày cứ bảo khét luôn mới ngon. Thì bây giờ tao mới làm cho nó khô nước nè. Dặn lớn lên. Làm bạn có chừng khét còn đen. Khét đã làm cho nó khô nước mà. Thấy có vẻ như hơi hơi có bán mùi rồi đó. Ừ, tại vì diêm son mũi thính lắm mà ôi. Không. Cụ nấu rồi để sẵn cái nồi nhắc rồi đó, có gì cái gì có mùi nặng quá là đầu kinh xuống liền đó. Mùi cháy của nó kìa. Ừ. Bỏ cài à. Con nữa là cho con nữa. Đó, đó. Ủa đầu bếp cứ giữ của mình kìa. Đã con nghe nó xèo xèo. Ủa nó cô quay ô đại ca cậu ơi. Ngồi bóc khói bây giờ thôi quá. Không còn miếng nước nữa, khét bây giờ.
rồi nó muốn cắn nữa. Thôi được rồi, Mr. Đen nghe lại củ hộ nó bốc khối luôn đó. Tôi ra nói gì là tôi dễ nghe lắm. Mười thằng mười ý đó làm xong rồi khỏi ăn. Ờ rồi là khỏi ăn. Ồ đúng khô nè. Ồ nóng nè. Rồi ok con dê luôn, xong. Ghê không, ghê không? Chấm ngựa phi quá. Ôi ôi khói rồi bốc nghi ngút luôn. Rồi, làm. Thì cháo là chín luôn hả chị nè? Cho làm mỗi hôm nữa là xong với ấy này, cho dịch nó mệt. Kìa, rồi kìa. Đâm rồi kìa, để Bích Tới Đen làm nữa kìa. Em cho túi này đi, mình đi giữa tôi làm nữa luôn. Ok, đổ vô. Tứ gì, tứ người gai, tứ cây trời. Này mình cũng không dám quay cận cảnh luôn. Để nó hơi máu mè. Gì đó coi phim hoạt hình gì đó cưng nghe không nghi quá thấy lỏng lắm rồi đó nha Cường chắc nghi quá ok con dê luôn không đông là đông không có gì cái này mới sáng ta mà chưng lại đóng mà chưng lại mà vô không biết chưng là chắc cú luôn. Chín rồi, chín rồi. Mềm dữ rồi. Dớt đi. Ừ, dớt ra lần rồi nè. Đó. Ủa. Ui, cái đạo. Thiếu rồi, cái mình đổ nó thêm. Ủa, cái đầu là cái mình. Ủa, cái đầu ăn. Nhìn hấp dẫn chưa? Động, để lại đi. Dịch sim này gặp dịch tơ nữa mà ăn thôi, khỏi chê luôn. Tại nó dậu. Cái này nó còn nóng quá. Chiến đi. Chiến đi, chiến đi. Đây mình ăn cháo còn dưới kia cá đang thức ăn lộ bộ lộ bộ. Nè để bển đi. Đây. Xuống thôi. Dạ ha. Dạ món ngon. Có cải gà nãy em dắt có cải. Không cãi đó. Ở, vô. Để cái hớt quay qua chắc nhỉ vô. À đấy nhiều ăn nhiều. Rồi. Mở nhà nha. Mình chiến nào cũng đi đầu hết. Tại ca mà. Cái ca. Ừ, nhìn mặt mới hiện chưa đời nổi không? Nhìn mặt đen tí tiếu à. Chết rồi cùng cùng mình nữa cơ. Trời ơi, nó chép cả. Trời ơi, vỗ được cái bóp luôn chứ. Sướng. Quá sướng. Chép nè. Hồi đó quý. Con hồi quýu gì gà mới hóc nè. Ồ, có hồi câu lội rồi kìa. Ăn hồi câu đó. Mời tất cả các bạn nha. Lai gai với anh em mình. Quá trời mềm món dai. Rượu này bữa nay sao nó nặng dưới ông Cúc. Mạnh à. Rượu bữa nay mà thấy mạnh dưới không? Lạc khỉ khô vậy mà lạc. Quất vô ông phát nó chạy gần gần luôn á. Uống rượu mà chạy tới đâu nó nóng tới đó mà lạc. Cháu nóng không biết. Rượu đang về mà đó. Trời ơi rượu mạnh ghê. Này Mr. Đen tuyên bố rồi tôi chắc như tê sớm rồi kìa. Mạnh quá trời mạnh. Ủ mạnh quá. Ủ dữ quá đã. Vụ này mặn quá. Không hẹn qua mình nó nhậu không ta. Con thiền ơi hôm nhậu gì mà không nhớ trời. Tính là mình tưởng là ngày qua nghỉ được ngày. Qua nha. Mời các bạn nha. Lai cái định xíu đặt cái mẹ rồi. Cái định tấm cầu con củ nó dài tròn trên. Lấy cái mít đó nó đậy lên. Cái vỏ mình nghĩ sao? Đẩy khoáng nó cũng lên luôn đúng luôn chứ. Có gì đựng... Ừ, để đi.
cho hồi chồng bắt ma đó. Con nói ăn gì cũng yên. Con nói gì đâu, chọn chó gì đâu, nó nuôi đây mà chung nào giờ chưa nghe được, nó quá uồng phát nữa, nó chưa nghe luôn. Ở dưới cái sổ còn ăn gì đó. Ôm đây nó không có sủa gì chứ. Dạ, bà đó, đi xịt lại nó còn kêu nữa chứ. Có chứ. Ở dưới nghe bà gặp người lạ là chỗ đó. Còn bỏ đi thôi. Này gặp ai cũng chào chứ. Nó còn mừng lắm. Chết luôn. Hai đầu tại nó mới nó lạ đó. Gặp anh chồm nè, gặp anh chồm nè kêu bắt hết luôn đi. Chồm mà bên ngang bè nó kêu vô bắt hết luôn. Nằm ngủ vô tư. Ngày nay ăn mít chưa? Chó ăn mít. Chó ăn mít. Chó Vương Cường huấn luyện hay quá mà. Kẹo rồi xài chín ăn luôn. Đi phải rồi lấy nó mít. Ăn luôn. Ai à? Mới hôm qua đúng không được. Tôi cầm đi. Xăng táo lẫm ra đổ vàng ra. Đổ vàng à? Tôi nuôi đắm đuối còn hình. Con thổi nhiều quá không tốt mắt đâu á. Ăn này từ nào no mới đem cái tiết canh xuống nè. Kiếm thử câu coi. Thôi tôi nào giờ ăn câu câu không nổi. Đen kìa. Thấy không? Đen muốn như thế nào kìa. Kiếm mình giò, kiếm mình giòn gì đó. Đây. Mang lượng bán đi. Tôi hiệp bốn. Nhà ăn không? Bây giờ. Còn bán cua câu hả? Vậy động mình nghe. Đi động. Cái này ăn cua câu đẹp da lắm á. Cua câu này đẹp tàn thiệt luôn. Con ăn đi, con vô chỗ ngồi đi. Vô ngồi coi đi con. Gần thì tình gậy dưới này ngoài văn lưới neo có văn lưới gì nữa không? Con cá. Đỡ mấy năm nay mà trong chào vào lưới neo cũng đuối à. Mời sửa rồi lưới cá cá rồi không? Mời làm cái bài cá mắm thắt thù quá. Cá cá làm cá cá là sự được dễ mẻ. Hôm nay cá gì đâu mà thích kinh khủng vậy. Đưa món mới xuống đi. Nhớ nằm ngồi cá dính thấy không? Tạm biệt anh ơi. Vụ bữa nay yếu mà, cũng tuyên bố vụ nay cũng yếu mà. Vui. Chọc vui. Vui là tôi chín chưa? Vui coi. Vui. Cứu chín rồi đó. Con chín rồi, lấy muỗng luôn. Lấy muỗng muốn luôn. Xong rồi. Không biết rồi. Yeah. Ủa, nó không biết. Không biết đâu, cái bà bán tí canh ở trên cầu nhà không? Biết. Bà là phục về đại tử mà. Tí canh không? Tí canh không? Tí canh mà phải để cho nó nóng hổi vậy ta hả? Tí canh mà phải nóng hổi vậy. Bốc tối vậy. Làm lại ngày đâu. Ngày một tí canh quá chán rồi. Này hàng mình vô bánh này. Ngày giống như là ăn tiết chưng vậy đó. À, chưng nó lắm. Nãy trước khi làm chịu lên Google tao search trước. Coi chứ. Có rồi. Coi chưa? Được, coi rồi. Coi rồi mà làm banh chành vậy đó hả? Không. Vậy bữa bắt đầu. Coi làm lại thế nào cũng thành công hả? Cứ cứ ngạn con ngạn con. Thế nào cũng thành công. Bắt hết bài dịch là thành công. Tự làm tự ăn luôn. Tự làm tự ăn luôn à.
làm hồi đó giờ tao mới thấy đánh với canh đó. Ủa nào giống anh với canh nhiều quá không? Anh đánh đập đánh một đầu dung tụng này luôn á. Nó xé thịt ra, thịt nó xé mà đổ. Nói chung người Bắc họ làm mà hay em. Nãy mặn đó, nó gõ vô mà được cái lóc rồi đó. Coi cái này, cái này biết không ra nước. Ngon rồi, ngon. Để quan cho, mặn quá. Chín hết trơn luôn đó. Chín rồi đó, trời ơi, ăn mặn miệng rồi đó. Bà bán bí kinh trả phá lại cho mình đó. Khổ tái. Mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi. Hẹn bạn clip sau nha. Lâu có dịp mấy anh em ngồi súng lai gai xương xương. Chào bạn nha.